Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách và lực lượng công an xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ân cần thăm hỏi, động viên, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi tặng các phần quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Tới thăm công an xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng công an xã tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.